Chào bạn, xuống sông Cầu thì mình cũng được Thụy với mấy anh bạn làm chung bên viễn thông VNPT dắt vô cái quán ở đây ở sông Cầu để thưởng thức hải sản. Thì có thổ địa dẫn đi chắc chắn những cái quán này hải sản tươi sống ha. Tại phía ngoài kia là các bạn thấy có một cái bến tàu đánh cá đi về, thì mình nghĩ các cái loại hải sản tươi sống thì sát bến thì sẽ mua được tươi hơn. Rất vui vì chị chủ quán ra phục vụ luôn các bạn. Trong đây có wifi miễn phí luôn các bạn. Hỏi sẽ nói không có wifi. Không. Ở đây cũng rất là mát nè. Ở gió biển vào rất là mát. Mấy quán hải sản ở đây thì có cái đặc biệt trưng là lúc nào cũng trộn sẵn hải sản tươi sống cho khách chọn lựa. Mình ăn cái gì mình chỉ, cần bao nhiêu người ta cần bấy nhiêu. Mấy con ở đây là tôm tích. Con lấy dùm cái hộp dây lâu con. Con đó là con sò lụa các bạn, sò lụa hấp. Mình sẽ thử luôn cái con này với cái nước. Cái vị rất là đậm đà, thơm, mùi sả nha các bạn, thấy không? Thấy sả là thơm, mùi sả rất thơm. Mình chắc chắn là con này rất là ngon. Thì như bạn biết ở đây thì sát biển rồi, hàng rất là tươi sống. Hay là con tôm tích, hay có nơi còn gọi là con bề bè các bạn. Ở sông Cầu còn tên gọi là bạn chải. Phải lột ra lấy đi. Muốn biết là thử. Cầu là cái con này là phải nói là mình sẽ ngon nhất cả nước luôn. Dạ. Như chị Bích chia sẻ thì cái con bàn chải này ở sông Cầu thì cực kỳ ngon. Và thấy là chọn con tươi sống. Con sống, nếu mà đã chết thì không có ngon. Chết mà cỡ một thời gian bị ớt là không có ngon. Nên cái con tôm tích hay cái con bàn chải này như chị với anh Công nói là chỉ mời khách đến ăn chứ không có đem quà tặng được. Nếu mà tặng đem về thì cái chất lượng nó sẽ giảm sút khi mà có con đó chết đi. Dạ. Mình muốn thử một con. Thật rất là chắc nha. Đây cho em dùng con. Con đừng có dùng nhiều. Đúng rồi, rất là ngon. Thịt rất là ngọt, trong miệng rất là ngọt, cảm nhận được cái ngọt, dai và rất là ngọt. Sao hải sản
Các bạn để cái dĩa mì hải sản này nhìn rất hấp dẫn ha. Bạn thấy thịt rất là ngon không? Bạn khối thịt rất là ngon ha, rất là chắc ha. Mình mới biết thêm cái ăn hải sản của Phú Yên là nhai từ từ cảm nhận rất là ngon, dai rồi mà nó ngọt. Đúng là hải sản. Mì đúng hải sản luôn. Dạ. Cường giờ là con đi học hay con đi học về rồi? Cường mì đó nên đi chợ hay tự bạn thời giấc dột ra sẵn cho mình. Bạn bè quân nhân là cứ vô đây này hải sản. Nói chung là do cái nguồn nước có. Giống như cái vật đó. Vào đây là phát thanh tông tích. Thì cũng ở ngoài Tuy Hòa nhưng hải sản sông Cầu vẫn nổi tiếng. Tuy Hòa vẫn có hải sản nhưng mà sông Cầu lại nổi tiếng. Hải sản của sông Cầu ngon. Tối qua cũng đi ăn cái con nhỏ bạn. Như con mực là nói với ăn một chút cho ăn. Ăn. Mà cái con đó là xây cái đầu nó quay. Mấy tháng nay bị hết. Bạn thấy không? Cái hải sản rất ngon. Anh người ở đây cũng rất rất thích. Tôi mua đó. Mà nó gạch là uy mại luôn. Cuốn có thể cực kỳ thích ăn hải sản. Đừng có. Thì Bích cho mình cái thưởng thức cái nước của sò lụa rất là thơm ngon. Cái nước rất là đậm đà và ngon. Tức là mình so với trong đầu là mất không nhiều mất hơn. Tôm cua thứ gì cũng cao hơn trong đầu rồi đó. Bỏ cái gì ra rồi được khỏi người cô mình đó. Chút ra đi hình dũng lo. Dạ. Dũng lo là phát lên chịu tốt luôn hả? Thế nên này nó còn có cái mùi thơm của cái lá này gọi là lá é hay lá é trắng. Dạ. Cái lá này thì nó giống như lá quế nhưng mà nó rất là thơm cái mùi xả. Bỏ đây nữa hết nha. Đừng lấy cái đây bỏ đây nữa hết rồi. Dừng mấy cái con thánh nữ làm tiền con. Cái chỗ ngồi này này càng tuyệt vời hơn nếu mà có một cái lầu á bạn. Mà bạn nhìn có thể nhìn ra thấy cảnh biển ngoài phía xa kia. Hải sản ở dưới vô đó. Con bạn trẻ con lượt. Rất gì bạn chải lượt chỉ được chải gì đó, khá ngon các bạn. Tâm tích. Chị Bích kêu thêm một dĩa nữa. Mấy lâu lâu nó có mấy cái ké lạ. Không tùy quán ha. Con này có một cái ké mà. Cái con tâm tích này hai cái phía cái đuôi nó rất là bén. Nếu mình cầm không đúng á bạn, nó búng ngược lại rất là đau tay. Có thể chảy máu. Bắt nó không được đâu, phải chắc bị đắp bắt lại cái con bắt tay là nè. Dạ. Chị Bích nói là sông Cầu đã chiếm một nửa của Phú Yên rồi bạn. Tại một là cảnh đẹp nè, vịnh đẹp nè, lại hải sản lại rất là ngon. Tương lai sông Cầu phát triển du lịch mạnh lắm đó chứ. Cái quán của Thủy đây vậy nè. Hải sản đâu hết, thấy hành không ạ? Treo hải sản rồi bạn. Lặn dưới á. Muốn ăn phải mò lặn. Các bạn thấy không? Thì có tim hàu, con hàu đây là con hàu. Dạ, tim hàu. Hàu. Dạ. Nhiều rất rất, rất, rất hấp dẫn ha các bạn. Hải sản nhiều hơn là cháo luôn. Mì đây mì. Mì đây mình thấy chỉ một gói mì rồi còn như là hải sản. Kiếm kiếm để nó sai rồi kìa. Phố xé được cái nọ, khu lông thông. Ghe này chắc hơn.
Mà thật sự nó vẫn ngọt hơn, nhưng mà nói chứ, kiểu gì nói anh nghe ngọt, ngọt hơn, ngọt thì ngọt hơn. Không, mức cái thịt nó mà thấy nó ngọt được. Nó vẫn ngọt hơn, điều nói gì chứ. Một chén cháo rất là chất lượng các bạn. So good. Mình nghĩ khi các bạn đến Phú Yên thì cũng nên ghé sông Cầu để thưởng thức các món đặc sản ở đây ha. Tại nhờ có anh Công, chị Bích là người ở đây nên thì chắc chắn những cái quán này sẽ rất là ngon các bạn. Rất là ngọt, đầy đủ dinh dưỡng, các loại hải sản, tôm, hào, mực, rất là tươi, rất là giòn và dai, ngọt. Ôi chị á con nghe. Thôi giờ làm cái sống là con mới có cả nè. Rồi đó đó. Ô đi bài luôn. Nãy giờ cũng rất no nhưng chị Bích nói ăn cho cảm nhận hết cái vị em của sông Cầu. Cái này coi như ngủ khỏi đầu nót chị Bích là bà xã của anh Công, nãy bé Cường là con của anh chị. Sắp chết thời gian như bạn thấy thì các món ăn đây rất tuyệt vời, mình cũng không muốn nói gì thêm. Bạn thấy đúng là quán mà có người địa phương dẫn tới thì phải là tuyệt vời ha. Bạn thấy không, giá rất là phải chăng ha. Nhìn nè, đây nè, năm người ăn uống no say luôn. Thì nói chung là cái giá rất là chấp nhận được mà các bạn. Tại mình đi ăn hải sản mà có những cái quán như thế này thì rất tuyệt vời. Tại các bạn có thể vô hỏi giá, đồng ý thì mình ăn. Đó, mấy bạn thấy cái tô cháo, các bạn thấy không? Cháo ít chứ hải sản không, vậy nó chín vô cả. Long ơi, bữa nào mà quán mà nhiều là phải trả lại. Đây là chị chủ dễ thương, rất dễ thương. Trước em còn quán nhất ở sông Cầu á nha. À, chị Bích giới thiệu hả bạn. Bạn tới có tới sông Cầu thì ghé ủng hộ chị Loan. Rồi mình xin tạm biệt mọi người ở đây.